Kính thưa Hội Thánh của Chúa, có người nói rằng tôn giáo và cuộc sống thì không có liên hệ gì với nhau. Tôn giáo là nhu cầu về tâm linh và cuộc sống là nhu cầu về thể xác, cho nên không có mối liên hệ gì. Nếu nói như vậy thì chưa hiểu thấu đáo. Tất cả các tôn giáo ở trên đời này đều liên hệ với cuộc sống hiện tại và không có xa rời cuộc sống. Đạo của Đức Chúa Trời không phải là một tôn giáo, nhưng là đạo đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta được kêu gọi trở nên con cái của Chúa và sống giữa trần gian này để chúng ta có mối quan hệ xã hội và qua đó chúng ta làm vinh hiển danh của Chúa. Niềm tin của chúng ta nơi Chúa không phải là niềm tin hoàn toàn là thuộc linh, mà còn thể hiện ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta nữa. Cho nên chúng ta là những người sống đạo giữa đời. Cơ đốc nhân khi còn ở trên trần gian thì sống đạo giữa đời, trong mối quan hệ với cộng đồng, với xã hội, với quốc gia mà chúng ta đương sống, thì chúng ta phải làm tốt bổn phận công dân của mình và qua đó danh của Chúa được vinh hiển. Chúa đã nói rằng sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi mà ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Sự sáng của chúng ta tỏ ra trong cái nếp sống hàng ngày, và người ta thấy đó, người ta ngợi khen Chúa của chúng ta ở trên trời. Xin Chúa ban ơn cho mỗi người chúng ta để chúng ta làm những công dân tốt cho Chúa. Đường hướng của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam theo hiến chương là sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ tổ quốc và dân tộc. Như vậy, tất cả những gì chúng ta sống để bày tỏ đời sống của mình giữa thế gian này đều là sống phúc âm, phục sự Thiên Chúa, phục vụ tổ quốc và dân tộc. Bài học của chúng ta với đề tài Cơ đốc nhân với bổn phận công dân, Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 13 câu thứ 1, mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình. Phần thứ nhất, chúng ta học ở đây là lý do cơ đốc nhân phải làm tốt bổn phận công dân. Lý do thứ nhất là chính quyền đời này thì do Chúa đặt lên. Dù thế giới tối tăm này đương ở trong tay của Satan, nhưng trên hết là sự tể trị của Chúa. Không có điều gì xảy ra trên thế giới này ngoài cái tầm kiểm soát của Ngài. Và ở trong ý định đó, Đức Chúa Trời thiết đặt các thể chế chính trị đời này, từ thể chế phong kiến đến thể chế tư bản đến thể chế cộng sản, thì tất cả những thể chế đời này đều bởi Chúa đặt lên và Ngài kiểm soát thế giới này. Chúng ta thấy ở trong Châm Ngôn đoạn 21 câu thứ 1, lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va như dòng nước chảy, và Đức Giê-hô-va có thể làm nghiêng lệch bề nào tùy ý Ngài muốn. Và Chúa đã nói rằng chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, vì các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định, ở trong Roma đoạn 13 câu thứ 1. Chúa Giê-xu cũng đã xác nhận quyền lực của nhà cầm quyền là do Chúa ban cho khi Ngài đứng trước quan tổng đốc Phi-lát. Ngài phán rằng nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi thì ngươi không có quyền gì trên ta, ở trong Giăng đoạn 19 câu thứ 11. Chúa chịu bị bắt, bị xử trước tòa án của Phi-lát, nhưng mà Phi-lát làm tổng đốc là bởi quyền ở trên cao ban cho, và Chúa cho phép ông xét xử để Ngài có thể bước lên thập tự giá làm nên sự cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Lý do thứ hai là chính quyền đem lại lợi ích cho chúng ta. Roma đoạn 13 câu 4, quan quyền là chức việc Đức Chúa Trời để làm ích cho chúng ta. Roma đoạn 13 câu 4 câu 5, người là chức việc Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình, phạt kẻ làm dữ, vậy nên cần phải vâng phục. Mọi chính thể đời này có thể khác nhau tùy theo từng giai đoạn lịch sử, nhưng đều do Chúa đặt lên để đem lại an ninh trật tự và lợi ích cho quốc gia, ổn định thế giới trong sự cho phép của Chúa. Mỗi quốc gia đều có hiến pháp
pháp luật riêng đem lại cuộc sống bình an, phồn vinh, hạnh phúc cho dân tộc của họ. Ở trong một ý nghĩa sâu xa hơn, họ là tôi tớ của Đức Chúa Trời, là chức việc của Ngài. Ở trong Kinh Thánh thì Kinh Thánh đã từng gọi, Chúa đã từng gọi Siru là vua của đế quốc Ba Tư là tôi tớ Đức Giê-hô-va. Và Chúa dùng Siru để ra chiếu chỉ đưa dân sự của Chúa trở về cố hương. Và thậm chí vua Nebuchadnezzar là vua của Babylon thì Kinh Thánh cũng gọi là tôi tớ của Chúa, để Chúa sai dùng làm một ngọn roi đánh phạt dân sự của Chúa và bắt dân sự của Chúa lưu đày tại Babylon vì cớ dân sự của Chúa chống nghịch Ngài. Năm 2005, Chúa dùng Thủ tướng Phan Văn Khải để ra chỉ thị 01 về một số công tác đối với đạo Tin Lành, từ đó mở ra một kỷ nguyên mới cho hội thánh của Chúa. Tất cả các nơi có sự nhóm lại lần lần được hợp thức, từ điểm nhóm cho đến chi hội tự dưỡng, chi hội tự lập, và hàng ngàn chi hội đã được mở ra, nhất là ở trên miền Tây Nguyên. Sự cố xảy ra vào ngày 11 tháng 6 vừa rồi ở trên Tây Nguyên thì không ảnh hưởng nhiều đến đạo của Chúa, vì đạo của Chúa đã có tư cách pháp nhân và có sự sinh hoạt đàng hoàng, cho nên sự sinh hoạt không bị ảnh hưởng gì. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời từng hồi từng lúc Ngài mở ra công việc của Ngài qua các cấp lãnh đạo chính quyền để cho chúng ta được tự do sinh hoạt thờ phượng Đức Chúa Trời. Thứ ba, lý do thứ ba, vì mình là công dân của một quốc gia độc lập có chủ quyền. Khi chúng ta sinh ra đời thì chúng ta làm khai sinh và chúng ta có hộ khẩu. Bây giờ thì không có hộ khẩu, nhưng mà chúng ta được cấp một cái số định danh, một cái căn cước công dân, và người ta quản lý theo kỹ thuật số. Chúng ta có hộ chiếu, chúng ta có quốc tịch, và một người dân hợp pháp thì được quốc gia ấy bảo vệ mình. Thậm chí nếu mình ở nước ngoài thì có tòa đại sứ hoặc là lãnh sự quán của Việt Nam, họ sẽ bảo vệ những người Việt Nam đương sinh sống ở tại nước ngoài. Phao-lô cũng có quốc tịch Roma, ở trong Công vụ đoạn 22 câu 25-29. Họ đăng căng ông ra để đánh đòn thì Phao-lô nói cùng thầy đội rằng: "Ngươi được phép đánh đòn một người có quốc dân Roma hay sao?" Vừa nghe mấy lời đó thì thầy đội thưa cùng quản cơ rằng: "Ông toan làm chi? Tại sao dám tra tay trên một người có quốc dân Roma, tức là quốc tịch của đế quốc La Mã?" Quản cơ đến hỏi Phao-lô rằng: "Hãy nói cho ta biết, ngươi có phải là quốc dân Roma không?" Người trả lời rằng: "Phải." Quản cơ nói rằng: "Ta đã mua được quyền lợi quốc dân Roma đó giá cao lắm." Còn Phao-lô nói rằng: "Quyền lợi của tôi đã có từ khi mới sinh." Như vậy người ta không dám tra khảo Phao-lô vì Phao-lô có quốc tịch là La Mã. Như vậy mình là công dân của một quốc gia độc lập có chủ quyền thì mình phải có nghĩa vụ văn phục các bậc cầm quyền như vậy. Bây giờ phần thứ hai chúng ta suy gẫm ở đây là nhiệm vụ cơ đốc nhân phải làm tốt bổn phận công dân. Cái nhiệm vụ thứ nhất là văn phục các bậc cầm quyền ở trong Roma, đoạn 13 câu 1 câu 2. Mọi người phải văn phục các đấng cầm quyền trên mình. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh của Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Như vậy, văn phục các bậc cầm quyền, đó là nghĩa vụ và bổn phận của chúng ta là một công dân ở trên một đất nước độc lập có chủ quyền. Và theo ý muốn của Chúa, Ngài đặt chính quyền lên để cai trị, đem lại an ninh trật tự, và chúng ta có nghĩa vụ phải văn phục. Có những người bất đồng chính kiến về cái chính thể này thì bắt đầu tham gia những cái tổ chức phản động này kia và làm những cái điều sai như thế, tức là chống lại cái mạng lệnh của Đức Chúa Trời đã lập, và những người như vậy thì sẽ mang cái sự phán xét vào mình mà thôi. Hội thánh của Chúa cũng đã từng trải
lịch sử khó khăn, nhờ đó từng bước hội thánh của Chúa đi lên trong sự trưởng thành. Cơ đốc nhân ở trong những thế kỷ đầu tiên, ít nữa là 300 năm thế kỷ đầu tiên, thứ nhất, thứ hai và thứ ba của công nguyên, thì ở dưới sự thống trị của đế quốc La Mã và bị 10 đế hoàng đế La Mã áp bức đạo của Chúa kinh khủng lắm. Và nhiều tôi con của Chúa phải bị chết dưới tay của những hoàng đế La Mã đó. Trong đó Phaolô và Phi-e-rơ cũng ở dưới tay trừng trị của hoàng đế Neron và như thế. Nhưng mà đến thế kỷ thứ ba thì Chúa đã cảm động Constantine là hoàng đế La Mã tin thờ Chúa và bắt đầu biến cả đế quốc của mình trở thành đế quốc Cờ Độc Giáo. Và chúng ta thấy Chúa đã làm việc cả thế giới lúc bây giờ hướng về Chúa để thờ phượng Ngài. Như vậy chúng ta thấy rằng tất cả những điều gì xảy ra đều Chúa, do Chúa cho phép và đem lại lợi ích cho chúng ta. Phaolô tiếp tục nhắc nhở ở trong Tít đoạn 3 câu thứ 1: hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành. Như vậy chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta vâng phục ở mức độ nào? Thứ nhất là chúng ta phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật của nhà nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ vì lợi ích công dân. Nhưng chúng ta vâng phục ở mức độ nào? Chúng ta vâng phục ở những điều không có trái với niềm tin của mình. Trên hết là sự tể trị của Chúa. Và nếu những cái điều nào mà nó trái với niềm tin của mình thì chúng ta không bị buộc phải vâng phục. Phi-e-rơ nói sao? Thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta, là như thế. Tất cả những điều gì lợi ích cho công việc Chúa chúng ta vâng phục, nhưng mà tất cả những điều gì nó có thể trái ngược với niềm tin thì chúng ta không buộc phải vâng phục, mà chúng ta phải vâng phục Chúa. Đó là nguyên tắc. Bây giờ cơ đốc nhân có truyền đạo trái phép hay không? Cái cụm từ truyền đạo trái phép đó là cụm từ mà chính quyền họ gán ghép cho những người đi ra nói về Chúa một cách là họ cho là bất hợp pháp, hoặc là tụ tập ở bên ngoài nhà thờ để truyền giảng này kia kia nọ. Và họ chỉ cho phép truyền giảng trong nhà thờ và khuôn viên nhà thờ. Đó là cái cụm từ mà chính quyền hiểu như vậy. Nhưng mà ở trong luật tôn giáo và tín ngưỡng thì mỗi người có quyền tự do tín ngưỡng, tự do theo đạo và tự do không theo đạo. Mà làm thế nào để người ta biết đạo mà theo đạo nếu không có người chia sẻ niềm tin cho họ? Và chúng ta là những người đi ra để chia sẻ niềm tin cho những người xung quanh, những người đương thắc mắc, những người đương có những câu hỏi về niềm tin, chúng ta chia sẻ về niềm tin, và đó không phải là truyền đạo trái phép. Tôi đã nói điều này trong một cái cuộc họp có các cấp lãnh đạo chính quyền để phân biệt rõ ràng cái vấn đề truyền đạo trái phép và vấn đề chia sẻ niềm tin. Cho nên chúng ta vẫn cứ phải chia sẻ niềm tin. Thì đó là nghĩa vụ mà chúng ta phải làm khi chúng ta làm công dân trên trời như thế. Cho nên điều đó là cái điều mà chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời chứ không phải vâng lời người ta. Tổng giám mục Geoffrey Clayton đã viết thư cho Thủ tướng Chính quyền Nam Phi vào năm 1957 để cho biết rằng ông và các giám mục ở thuộc địa phận của ông không thể tuân theo đạo luật cấm các hội đoàn nhà thờ giao lưu với những người da màu. Chính quyền Nam Phi năm 1957 ra một cái đạo luật là cấm nhà thờ giao lưu với người da đen. Nhưng tổng giám mục này là không có đồng ý điều đó, vì lời Chúa dạy rằng coi mọi người như anh em của mình, không phân biệt đối xử. Chúng ta nhớ trong thời Daniel không? Vua Darius ra cái chiếu chỉ là không được phép thờ một thần nào khác ngoài vua. Điều đó nó trái với niềm tin của Daniel, thì Daniel cứ mở cửa ra hướng về đền thờ mỗi ngày 3 lần cầu nguyện. Cho nên những cái người cáo gian họ
thưa với vua rằng có một người bắt tuân lệnh vua là Daniel buộc phải quăng vào hang sư tử vì cớ không vâng lệnh vua. Và Daniel sẵn sàng bước vào hang sư tử vì cớ vâng lời Đức Chúa Trời, không phải vâng lời con người. Điểm thứ hai là kính trọng, kính trọng. Roma đoạn 13 câu 7 phần B: hãy sợ kẻ mình đáng sợ, hãy kính kẻ mình đáng kính. Muốn chính quyền tôn trọng mình thì trước hết mình cũng phải tôn trọng họ. Đó là cách mà chúng ta tôn trọng Chúa, là đấng đặt họ lên để điều hành công việc. Tránh thái độ chống đối chính quyền, chống đối người thi hành công vụ, tham gia các tổ chức phản động vân vân, như bày tỏ những ý kiến chống đối có liên quan đến chính trị ở trên Facebook là điều không nên. Hoặc là comment, bình luận, chia sẻ những tin tức xấu bịa đặt với nội dung chống đối chính quyền, đó là điều không thích hợp với cơ đốc nhân, chỉ mang thiệt hại vào thân. Bây giờ khi một người đưa lên một cái tin xấu, một cái tin bịa đặt, comment hoặc chia sẻ những cái tin đó, nó ảnh hưởng đến an ninh trật tự, chính trị xã hội, thì người đó sẽ bị truy ra, bắt và phạt. Mức phạt thấp nhất là 7.500.000 đồng, buộc phải rút cái tin đó xuống và buộc phải hứa là không bao giờ tái phạm. Và nếu tình trạng nguy hiểm hơn thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mà đôi khi chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta lại lên để comment vào té nước theo mưa những cái tin mà hoàn toàn sai sự thật. Vì đó chỉ đem thiệt hại đến bản thân chúng ta và tổn thương đến danh của Chúa, là đấng đã đặt họ lên để điều hành công việc. Cho nên chúng ta không làm những cái việc như vậy. Thay vì chúng ta lên Facebook chia sẻ một câu kinh thánh để chia sẻ niềm tin là điều tốt hơn. Cả lần tôi thấy một con cái của Chúa comment những cái ý tưởng tiêu cực, và tôi đã nhắc, tôi nói rằng mình là cơ đốc nhân, con cái của Chúa, không nên phát biểu tiêu cực và những cái vấn đề nhạy cảm liên hệ đến chính trị xã hội. Không phải là việc của mình, xin cô rút lại những cái điều đó. Và cô đó đã vâng lời. Không phải là việc của chúng ta, việc chúng ta làm không có đẹp lòng Chúa đâu. Việc chúng ta làm là bày tỏ danh Chúa, chứ không phải bày tỏ chính kiến của mình. Điểm thứ ba là làm tốt nghĩa vụ công dân. Khai thuế và nộp thuế đầy đủ để có ngân sách cho quốc gia, không buôn lậu, đầu cơ và trốn thuế. Ở trong Roma đoạn 13 câu 6 câu 7: ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền đời này là đầy tớ Đức Chúa Trời hằng giữ việc ấy, phải trả cho mọi người điều mình đã mắc, nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái xã hội này bây giờ nó tham nhũng nhiều quá, thôi mình đừng có đóng thuế. Mình đóng thuế do nó tham nhũng cũng như không. Cái chuyện tham nhũng là đã có chính quyền họ lo. Ai tham nhũng người ấy phạm tội và bị xử lý. Còn việc chúng ta, nghĩa vụ chúng ta, và chúng ta cứ đóng thuế. Vì nếu mỗi người đều trốn thuế thì ngân sách nhà nước sẽ không có, và để có thể chi dùng cho những phúc lợi xã hội, phát triển đất nước. Phải không? Mình phải nộp thuế cho mình, cho kẻ phải nộp thuế, và đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp. Chúa Giê-xu đã nói rõ cái quan điểm đó khi các thầy thông giáo và pha-ri-si đến đưa cho Chúa một cái đồng bạc và hỏi rằng có nên nộp thuế cho Cê-sa-r không? Nếu Chúa nói rằng nộp thuế cho Cê-sa-r thì nói rằng Chúa ủng hộ đế quốc. Mà nếu mà Chúa nói rằng không có nộp thuế cho Cê-sa-r thì nói rằng Chúa là coi như chống lại chính quyền, đằng nào người ta cũng bắt bớ được. Thì Chúa mới hỏi cái đồng này có cái hình hiệu của ai? Thì họ nói hình hiệu của Cê-sa-r. Chúa nói rằng của Cê-sa-r hãy trả cho Cê-sa-r, và của Đức Chúa Trời thì cũng phải trả cho Đức Chúa Trời. Đấy. Và Chúa cùng Phi-e-rơ đi lên đền thờ, và đền thờ thì họ cũng có thu thuế đền thờ để có cái tiền để mà điều hành cái đền thờ Jerusalem. Thì Chúa nói với Phi-e-rơ rằng con cái và người ngoài, thì tức là đền thờ có thu thuế con cái hay không, hay là thu thuế người ngoài, thì Phi-e-rơ nói rằng thu thuế người ngoài. Và Chúa
là hàng, tức là con cái, có nghĩa là đền thờ của Chúa, thì Chúa không có phải nộp thuế. Nhưng mà để làm gương cho mọi người thì Chúa bảo ông Phi-rơ đi ra ngồi biển Galilee đó câu một con cá. Thì ông ra thấy là ông câu lên một cái con cá và banh miệng nó ra, có một đồng bạc đem đến nộp thuế cho Chúa và Phi-rơ. Chúa luôn làm gương tốt cho chúng ta trong cái vấn đề đó. Cho nên vấn đề con cái của Chúa cứ trung tín trong vấn đề kinh doanh và đóng thuế. Nếu quý vị làm công nhân viên chức thì người ta cũng đã đóng thuế rồi. Nhưng mà nếu quý vị kinh doanh thì chúng ta phải nộp thuế. Bây giờ thì các hàng quán, tiệm quán người ta phải có hóa đơn đỏ đó. Thì cái hóa đơn đỏ đó thì nó sẽ vô để mà nộp thuế. Ít bữa đây thì mình sẽ đi mua xăng thì nó cũng có hóa đơn cho cái người mua xăng để cho người ta họ thu thuế, không có rơi rớt một cái đồng nào. Thi hành nghĩa vụ quân sự không trốn lính. Ở trong Timôthê thứ 2 đoạn 2 câu thứ 4, khi một người đi ra trận thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Vấn đề nghĩa vụ quân sự mình cứ đi. Đừng có nghĩ là thiên liêng nói ồ cho họ bắt mình ra cầm súng giết người không. Bao nhiêu người đi bộ đội đâu có cầm súng giết người đâu. Vô cái họ sắp xếp vô làm anh nuôi nấu nướng rồi cái nọ, đi chợ nấu ăn hay là những cái việc này việc khác, rồi 2 năm rồi về thôi, chứ không có phải là mình đi miết ở trong đó để mà nói là cầm súng giết người, không có đâu. Thì mình cứ thi hành cái nghĩa vụ đó vì đó là công dân. Có nhiều người thì dùng tiền đút lót thế nào để mà trốn nghĩa vụ, và đó là cái cách mà chúng ta không nên làm như vậy. Sống theo lời của Chúa, tuân thủ hiến pháp và pháp luật, không tham ô, không hối lộ, không trộm cắp, không buôn bán hàng giả, không buôn lậu, không buôn bán hàng cấm, vân vân, không cố ý làm sai, không vi phạm luật giao thông. Chúng ta có vi phạm luật giao thông không? Khi thấy công an thì lái xe nó vẻ đàng hoàng tử tế lắm, nó vẻ lịch sự lắm, chậm, mà đi qua khỏi công an là chạy quá chừng luôn. Các mục sư thì thường hay bị thổi còi, chạy vượt quá tốc độ. Khi xuống xưng là tôi là mục sư, cái ông công an nói, mục sư bây giờ phạm luật nhiều quá. Mục sư bây giờ sao mà ai cũng chạy quá tốc độ hết trơn. Đôi khi chạy không để ý, chạy vượt một chút xíu là thổi cái rét vô liền, là như thế. Cho nên mình phải cố gắng để giữ cái luật lệ và tuân thủ cái luật lệ. Luật hôn nhân gia đình có rồi, mình có sống theo luật hôn nhân gia đình hay không? Hay là sống già nhân nghĩa non vợ chồng, không giấy không tờ gì hết? Cái đó là cũng sai. Nha. Luật đất đai cũng có rồi, luật ngân hàng cũng có rồi, luật hình sự cũng có rồi. Và quốc hội họ cứ hình thành hết luật này, luật khác đầy đủ hết. Và công dân phải biết luật và sống theo luật. Tuân thủ đường lối chính sách của chính quyền, nhưng không trái với niềm tin của chúng ta là được. Thứ tư, tức là góp phần bảo vệ môi trường sống của mình. Không phải là mình không làm cái điều gì không đáng, không nên làm, mà mình còn phải làm cái điều nên làm nữa. Vì nếu chúng ta biết việc lành mà không làm thì phạm tội, đó là như vậy. Là công dân trong một quốc gia phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường sống của mình, vì mình là nhà quản trị của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã học đó, mình là nhà quản trị của Đức Chúa Trời. Hãy bảo vệ rừng, không chặt phá rừng, nhất là rừng phòng hộ. Lâm tặc đó là bây giờ là những cái tay chặt phá rừng và gây ra lụt lội là cũng cái chỗ là chặt phá rừng. Và đôi khi cơ đốc nhân rơi vào những cái hoàn cảnh như vậy thì không nên. Mình phải bảo vệ tài nguyên của quốc gia và bảo vệ cái môi trường sống, bảo vệ cái môi trường sinh thái của mình. Không khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi, phá hoại cái nền sinh thái tự nhiên, gây ra hạn hán, bão lụt, El Nino, đủ thứ chuyện cả. Là con người là tác nhân gây ra tất cả mọi thứ, và cơ đốc nhân mình cẩn thận không có dính dấp vào những cái vấn đề như vậy. Không sản xuất những cái sản phẩm gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm đất đai, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí. Bây giờ người ta bắt những cái công ty xả nước thải lén ra làm cho dòng sông ô nhiễm rồi cá nó chết hết, và người ta sử dụng cái dòng nước đó thì ảnh hưởng bệnh tật, ung thư, đủ thứ cả.
Và không chừng cái doanh nghiệp đó giám đốc là cơ đốc nhân thì sao? Không nên làm những cái việc như vậy, vì đó mình phải bảo vệ cái quyền sống của mình và quyền sống của người khác. Phải giữ vệ sinh cộng đồng, không xả rác bừa bãi, nhất là rác thải nhựa, rác thải công nghiệp v.v. Cơ đốc nhân mình có quét rác ra đường hay không? Cơ đốc nhân mình có xả rác bừa bãi hay không? Trong khi xã hội họ làm sạch thì chúng ta lại làm bẩn sao? Không nên là như vậy. Hãy giữ môi trường sống xanh sạch đẹp, phòng chống cháy nổ, giữ gìn an ninh trật tự địa phương, chống tệ nạn xã hội và có tinh thần cứu giúp người bị nạn. Nếu gặp người bị nạn thì mình cũng có tinh thần cứu giúp giống như tinh thần của người Samari, vân vân. Phần thứ ba chúng ta học ở đây là mục đích cơ đốc nhân phải làm tốt bổn phận công dân để làm gì? Thứ nhất là để nêu gương tốt. Gia đình cơ đốc nhân phải là gia đình văn hóa. Bây giờ người ta xét gia đình văn hóa, người ta cấp cái giấy gia đình văn hóa. Nhà bên cạnh gia đình văn hóa, nhà bên cạnh gia đình văn hóa, nhà mình con cái Chúa không được gia đình văn hóa chăng? Mình gia đình mình phải là gia đình văn hóa mới được chứ. Như thế. Rồi gia đình cơ đốc có con cháu hiếu thảo. Đấy, mình phải có cái thành tích về con cháu hiếu thảo với ông bà cha mẹ, vân vân. Rồi gia đình cơ đốc nêu gương người tốt việc tốt. Thì nó rơi vào những cái gia đình cơ đốc nó mới làm sáng danh Chúa chứ, phải không? Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 12: phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ dèm chê anh em như người gian ác. Thấy việc lành anh em thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Họ vẫn dèm chê chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn sống thánh lành giữa mọi người, thì họ sẽ đổi thái độ mà ngợi khen Cha chúng ta ở trên trời. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 23: mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Cho nên chúng ta không thể nói rằng tôi có quyền tự do, tôi muốn làm sao tôi làm, tôi mở nhạc thật là to, cả xóm nghe điếc lỗ tai, kệ, vì tôi có cái quyền đó. Nhưng mà nó xâm phạm đến người khác. Phải biết rằng mọi sự đều không làm gương tốt, và phải chọn cái điều nào làm gương tốt để làm. Roma đoạn 15 câu 2: mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ít và nêu gương tốt. Chúng ta có đi họp tổ dân phố không? Ở phường, xã, rồi tổ rồi nó kêu đi họp, mình có đi họp hay không? Hay là mình ù lì không bao giờ đi họp hết trời? Có một cái thôn kia, khi họp tổ dân phố thì cái ông tổ trưởng dân phố là ông nói rằng cái xóm của mình là cái xóm tức là đạo Tin Lành, mà đi họp là toàn là những người Tin Lành đi họp không à, còn những người khác không chịu đi họp gì trơn. Cho nên tôi hoan nghênh, tôi biểu dương những người Tin Lành đi họp thường xuyên. Ô, nghe nó mát ruột ha. Chứ còn nó cái xóm gì mà những người Tin Lành không bao giờ đi họp hết. Tôi đi qua phía bên này thì gặp cái ông là bí thư chi bộ khu phố 8. Ông gặp tôi rất là mừng vì vợ của ông là học sinh của trường Thiên An đây. Ông nói là ngày nào tôi sẽ qua thăm mục sư. Và tất cả những cái gì ở trong khu phố mình có thể làm được, mình làm thật là tốt để cho danh của Chúa được vinh hiển là như vậy. Phải đóng góp cho phúc lợi địa phương. Ví dụ như họ ở phường ở đồ đó, họ xách sổ đến để họ quyên tiền là giúp đỡ cho các em đi nghĩa vụ nè, giúp đỡ để mà lắp đặt camera này cái nọ, là phường họ đến đó, những cái việc nó tốt mình cũng sẵn lòng để góp phần thôi. Chứ đừng nói là tôi từ chối, tôi không có tiền, tôi không cần camera, tôi không cần nghĩa vụ được, tôi không cần. Thái độ của mình phải có tinh thần đóng góp với địa phương, tham gia làm vệ sinh đường phố. Nếu họ nói ở bữa nay khu phố 8 làm vệ sinh đường phố từ đồng này đầu kia, tức là các hộ gia đình ra làm, gia đình mình ở nhà không đi, phải không? Mình cũng phải ra làm với anh em chứ, nha. Đó là cái nghĩa vụ chung mình phải bày tỏ. Các cái phong trào thể dục thể thao, trồng cây xanh, hiến máu nhân đạo vân vân, thì mình cố gắng để mình làm được điều gì tốt cho xã hội thì mình làm. Mục đích thứ hai
là để làm sáng danh Chúa. Danh Chúa không bị nói phạm. Ở trong cái tình trạng hội thánh ở tại Roma đó thì có một số người đó là vì cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoài. Roma đoạn 2 câu 24. Một số cơ đốc nhân sống mà đạo của Chúa, danh của Chúa bị nói phạm giữa vòng người ngoài. Đó là xong, có sống tốt rồi. Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu thứ 7 là người lãnh đạo phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỷ. Mình phải sống sao mà người ngoại họ làm chứng tốt, chứ coi chừng mắc bẫy của Satan. Người tin lành tránh làm những điều gì có thể rơi vào tội hình sự, tội phạm đến an ninh trật tự, chính trị, vấp phải vòng lao lý, bị đưa ra kiểm điểm trước dân, bị kết án. Nhưng qua đời sống của mình gây cảm tình sự đoàn kết dân tộc, hành động nhân ái yêu thương lan tỏa trong cuộc sống, làm từ thiện, làm công tác thiện nguyện, đem lại danh Chúa được vinh hiển. Ngày hôm qua thì ở dưới hội khuyết tật họ lên 2 người và đem theo một cái thơ cảm ơn hội thánh của Chúa và cũng bày tỏ tấm lòng cảm ơn về hội thánh của Chúa đã hỗ trợ góp phần trong việc phát xe lăn cho đồng bào trong 2 đợt vừa qua. Và nói rằng bây giờ nhu cầu còn nhiều lắm, mục sư ơi, mục sư làm cách nào để liên hệ với tổ chức từ thiện xin cho Bình Thuận 1 đợt nữa. Và tôi nói rằng bây giờ họ nói là mỗi tỉnh là 2 đợt thôi, rồi họ đi làm tỉnh khác, nhưng mà để tôi coi thử có được hay không, để có thể giúp đỡ thêm cho tỉnh của mình. Qua cái điều đó, danh Chúa được vinh hiển. Và các anh em đi đến những cái nhà mà đã nhận xe lăn đó thì họ tiếp đãi rất là vui vẻ. Và có người tin Chúa, vừa rồi ở trong truyền giảng vừa rồi thì có một cô khuyết tật phải ngồi xe lăn đó thì đã tin Chúa. Và người mẹ của cô thì trong đêm đó bị bệnh, bị tắc ruột đó, thì phải đi cấp cứu ở tại bệnh viện tỉnh. Và ngày hôm sau chúng tôi đi thăm thì anh Hải có dẫn tôi lên để thăm bà. Ở nhà có 2 mẹ con thôi. Và bà có cảm tình đối với đạo của Chúa và đối với những hành động yêu thương mà chúng ta đã sẻ chia như vậy. Rồi cái chương trình phát quà từ thiện cho người dân trong cái dịp Giáng sinh, trong cái dịp Tết, rồi hỗ trợ người dân trong cái dịch Covid, rồi các cái dự án từ thiện xây nhà tình thương, xây giếng nước, xây nhà vệ sinh, phát thiết bị lọc nước, xây cầu dân sinh, v.v. Nhiều nơi hội thánh của Chúa đã làm được những việc như vậy. Thì đó là cái trách nhiệm của mình đối với cộng đồng xã hội và danh của Chúa được vinh hiển. Ông mục sư Nguyễn Bình Tín là ủy viên mục vụ ở tỉnh Kiên Giang và quản nhiệm hội thánh Tân Hiệp. Không biết ông cổ động ở đâu không biết mà ông cứ xây những cái cầu dân sinh đó, bắt qua những cái con mương mà người ta chỉ làm cầu khỉ thôi, thì bây giờ xây cầu bê tông hết cầu này đến cầu khác, và mỗi lần khánh thành thì chính quyền đến để mà khánh thành xong rồi dân đi có cái bảng thiệt to là hội thánh Tin Lành Tân Hiệp hỗ trợ gì đó xây cầu dân sinh, ai cũng thấy danh Chúa được vinh hiển. Chúng ta làm được điều đó bởi vì có những con người có tấm lòng dân hiến thì hội thánh mới có để mà làm những công việc thiện nguyện như vậy. Và đó là cái nhiệm vụ mà chúng ta sống giữa xã hội. Cô-lô-se đoạn 3 câu 23, hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Đừng bao giờ mà nói ồ cái việc này là của người ta, việc kia của người ta, thôi không muốn làm, nhưng mà phải hết lòng mà làm như là làm cho Chúa vậy. Mà khi mình nghĩ rằng mình làm cho Chúa thì sao? Mình không có mệt mỏi chút nào, mình vui vẻ mình làm, và qua đó danh của Chúa được vinh hiển. Tóm lại, quan quyền đời này do Chúa đặt lên để giữ an ninh trật tự, đem lại lợi ích cho người dân. Mình là một người dân có quốc tịch hẳn hoi và được luật pháp bảo vệ, phải vâng phục chính quyền, tránh thái độ chống đối là làm theo ý muốn của Chúa và công nhận sự tể trị của Ngài. Biết vâng phục những điều phù hợp với niềm tin,
những điều không phù hợp với niềm tin thì chúng ta phải nhẹ nhàng giải thích ôn hòa để cho chính quyền hiểu và tôn trọng chúng ta. Làm tốt nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ quân sự, sống theo lời Chúa và theo hiến pháp pháp luật, góp phần bảo vệ môi trường sống của mình, nêu gương tốt và làm sáng danh của Chúa. Chúng ta có làm tốt bổn phận công dân chưa? Chúng ta có làm sáng danh Chúa qua việc thực hiện tốt nghĩa vụ công dân của mình chưa? Nguyện xin Chúa cho chúng ta là những cơ đốc nhân tốt, là những công dân tốt, gây ảnh hưởng tốt ra bên ngoài xã hội, đối với hàng xóm láng giềng, chính quyền chung quanh, và qua đó dành Chúa được vinh hiển. Amen.